Ta đã thấy gì trong đêm nay là nói đến một sự việc đã diễn ra do chứng kiến nên tác giả đã ghi nhận được. Đó là cờ bay trăm ngọn cờ bay, hòa bình bay về muôn hướng, ruộng đồng Việt Nam lên những búp non đầu tiên. Một đoàn tàu đi nhả khói ấm hai bên rừng. Những hình ảnh khái quát của sự đoàn tụ xâm vầy không còn hận thù ngăn cách. Nói cách khác, đây là sự việc đã diễn ra với tất cả hình ảnh, thông tin cụ thể. Chúng ta sẽ được lắng nghe giọng ca của Khánh An đến từ chi đoàn 10/1 thể hiện ca khúc Ta đã thấy gì trong đêm nay của tác giả Trịnh Công Sơn. Mời thầy cô và các bạn lắng nghe. Sáng tương lai.